Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách sửa lên một cái âm ly nè các bạn. Đây, màu đen đó nè. Bioner nè. A570. Thì hiện tượng của nó là khách báo là nó để lâu các bạn, để lâu không có xài cho nên là mở lên nó không có hát. Với lại lúc mà nó hát được á thì nó bị cái tiếng nó nhè, nó không có trong trẻo như là bình thường. Rồi có lúc nó tự nó ngắt rồi le luôn. Mà sao nó này các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra để mình kiểm tra coi nó hư gì. Đây. Đây là cái phần bên trong nó nè. Đó, nhìn đi ghê chưa? Cái này lâu lắm rồi không có xài. Đó, nhện nó văng luôn, bụi nó đóng luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vệ sinh sạch sẽ rồi bắt đầu mình kiểm tra mình sửa ha. Đây là cái phần bên trong sau khi mà mình đã vệ sinh xong rồi các bạn. Đầu tiên là các bạn lật nó lên để mình nhìn cái mặt dưới nha. Đây là cái phần mặt dưới nó nè. Thì nó dùng mấy con sò nữa các bạn, 4 con thôi. Đây, 2SC 2525 ha. Với lại con là 2SA 1075 ha. Chỉ có 4 con thôi. Còn bên đây là cái phần nguồn đó nè. Nguyên cái khu vực này là nguồn. Còn cái khu vực này nữa các bạn là rờ le ha. Ở đây cái rờ le nó nằm đây, nhưng mà cái mặt cái linh kiện mà để khiển cho cái rờ le nó nằm ở dưới này. Bây giờ là các bạn kiểm tra và quan sát lại cái mạch của mình. Đây là hai con tụ lục nguồn chính nè. Rồi. Ở dưới đây là cái bộ nguồn phụ nè. Đó, dưới đây là bộ nguồn phụ ha. Đờ le nằm đây. Đó. Đó, trong đây thì nó chỉ có nhiêu thôi. Đó, bộ cầu diode của nguồn chính nè các bạn. Đây, mấy con ổn áp của cái nguồn phụ. Rồi, mình đã phân biệt được và xác định được cái phần nguồn để nuôi cho các cái khối ở trên này. Thì các bạn kiểm tra hai nguồn này. Rồi bây giờ anh nghĩ các bạn kiểm tra quan sát xem coi cái mạch của mình nè. Nó có bị hở không? Và các cái linh kiện á, do để lâu á, nó có bị oxy hóa hay không ha. Đầu tiên là cái mặt trên nè. Bạn xem ha. Xem cho kỹ. Đó. Coi con nào nó bị mục chân hay là nó bị lỏng chân ra. Thì mình hàn lại. Đó. Không thấy ha. Rồi bây giờ các bạn mới cấp cái nguồn vô, rồi cấp lo vô để mà mình kiểm tra thử. Ở đây thì mình dùng cái lo nhỏ này thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nhạc vô mà. Ở đây thì mình sẽ cấp vào cái cổng AUX nè. Cổng nào hát cũng được, nhưng mà thường thì mình cấp cái cổng này để nó dễ nhớ thôi. Đây là cái mặt ngoài trước nè. Đó, các bạn tìm cái cổng AUX để mình bấm ha. Bấm vô đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở nhạc lên. Rồi mình cấp nguồn vô. Con này thì nó xài 110 các bạn. Rồi bây giờ mở nguồn lên ha. Có tín hiệu vô nè. Lo rung nè. Đó các bạn. Đó. Đó. Rồi, cái này mình xác định cái nguyên nhân của nó là do nó bị hở mạch các bạn. Đó, nó hở mạch nhưng mà nhìn không thấy ha. Đầu tiên thì các bạn hàn mấy cái thằng nguồn nè. Mình hàn cái phần nguồn này trước nè. Đó, giờ gỡ lấy cái thanh này ra nè. Gỡ ra xong thì các bạn nhìn nhìn kỹ coi cái phần nào nó bị hở. Ở đây nè mình thấy có hở một chỗ nè, nhìn kỹ mới thấy nè. Nó toàn bộ nhìn không thấy hết. Ở đây thì chắc có thể là do bị mạch nó bị gãy các bạn, người ta mới hàn đắp lên. Rồi bây giờ mình sẽ hàn nó lại ha.
sau khi mình kiểm tra và hàng xong lại hết cái mạch đó các bạn, hàng toàn bộ lên hết rồi, những cái phần mà nó bị hở đó mình nghi ngờ đó mình cũng hàng lại hết rồi. Rồi bây giờ mình mở lên ha, đó chờ coi rà le nó có đóng hay không. Rà le không đóng, bây giờ mình sẽ đo cái nguồn, cái nguồn cấp cho rà le. Thì ở đây nè các bạn, nó có một cái chân rà le này nó cấp nguồn sẵn nè, nguồn rà le có nè, nguồn rà le có mà rà le nó không đóng. Bây giờ mình đo xem coi DC nó có ra lo hay không ha. Dẫn xuống thang 10V DC thôi. Các bạn đo cho cái phần ra lo nè. Đó. Không có nè. Này cũng không có luôn nè. Giờ dẫn lớn lên chút ha. Đo cũng không có nè. Này cũng không có luôn, chuyển qua AC. Này, có nè. Này. Bên đây cũng có luôn. Đó có nghĩa là AC thì ra có, cái công suất ra có đó các bạn. Nhận nhỏ xuống để mình cầu cái lò trực tiếp vô nè. Ok. Thì rà le thì mình cái kiểm tra là nó không đóng, nhưng mà công suất nó ra nó không có DC, có nghĩa là nó hư cái phần rà le đó các bạn, hư cái phần rà le bên đây thôi. Bây giờ mình sẽ đo, mình đo transistor bằng đồng hồ số nè. Thì cái thằng rà le nè, nó sẽ từ đây đó, nguồn cấp rà le nè 49V nè, tới đây đưa vô transistor mình nè. Đó. Rồi tới con này thì cái con này là nó quyết định cho rà le của mình nó đóng hay không. Cho nên đó là mình sẽ đo cái UBE của nó dẫn chưa ha. Nè, mát nè. UBE 0.5 nè. Ok nè, con này còn sống không chết ha. Đó. Xong các bạn đo đo cái con ống áp các bạn. Con ống áp thì con đó nó khoảng 20V, con Zener nè, có nè. Đó. Rồi, bây giờ tới UBE của hai cặp transistor này. 0.55 nè. Nghĩa là cái mạch mình là nó không có bị chết transistor. Tiếp theo thì các bạn dò lại cái mạch lại lần nữa. Thì ở chỗ này thì mình cũng nghi ngờ là cái khu này nó bị gãy mạch nè các bạn. Đó, nó gãy cái mạch cho nên nó không có tiếp xúc tốt ha. Đó, bây giờ chuyển qua đồng hồ kim ha. Để mình đo cái thằng thông mạch. Thằng 10 ohm đi. Mát nè, môi nói nè, lên nè. Đó. Rồi bây giờ tới cái thằng hồi nãy mình hàng nè, lên luôn nè. Rồi nó sẽ có con đường mạch nó đi qua đây nữa các bạn. Đó. Đây. Thủ phạm là đây, cái đường mạch nhỏ xíu nhìn không thấy luôn. Đó, đứt cái dây mát nè. Đó, ok. Là nó đứt ngay chỗ này nè các bạn. Nhìn kỹ mới thấy nha. Bây giờ mình sẽ cạo cái thằng này lên. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ hàn cái thằng mát này lại. Nó dùng một cục chì lên luôn. Tiếp theo thì các bạn mở lên. Xem coi le nó đóng hay không ha. Đó. Đóng rồi đó các bạn. Ok. Đây. Mình đo công suất ra nè. Đó. Có nè. Bên đây có nè. Đó. Là do nó đứt cái đường mạch này nè. Rồi bây giờ các bạn cắm cái lo vô từ ngoài sau ha. Đó. Rồi dặn lớn lên nè. Rồi dặn nhỏ xuống, mình chuyển qua cái kênh bên kia. Mở lớn lên.
Ok. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái âm ly Pioneer A570. Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.